Bạn có thắc mắc những người vẽ tranh như mình sẽ theo dõi những họa sĩ nào không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về những họa sĩ mà mình đã follow nhé. Mình theo dõi rất nhiều họa sĩ từ các nền tảng khác nhau, như Pin, Phở Bò, IG hay Con Chim Xanh. Đầu tiên là Josie. Đây là một họa sĩ vẽ chất liệu vũ ích và sắc dầu, phong cách rất chiều dành cho những bạn thích thư giãn. Tiếp theo là Yu Kojin, cũng là một họa sĩ vẽ màu nước với cách dùng màu đa dạng. Phong cách của cô ấy cũng theo hướng anime. Hiện tại Yu Kojin đang có buổi triển lãm các tác phẩm của cô ấy tại Nhật Bản. Với phong cách vẽ đáng yêu đầy màu sắc và sinh động, là một họa sĩ đã hợp tác với nhiều nhãn hàng họa cụ nổi tiếng. Bạn cũng có thể thấy tranh minh họa của cô xuất hiện tại Việt Nam trên dòng sổ vẽ nhà ông mặt bự. Đây là sổ vẽ có bìa minh họa từ Yu Kojin nè. Tiếp theo là một họa sĩ khác vẽ tranh minh họa Digi mà mình có theo dõi trên Con Chim Xanh. So với các tranh vẽ chất liệu truyền thống thì mình ít theo dõi các họa sĩ vẽ Digi hơn. Nhưng mình nghĩ mỗi người đều có những gu khác nhau và mình cũng sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều họa sĩ khác cho các bạn nữa. Mỗi người đều đem đến cho mình nguồn cảm hứng khác nhau. Họ giúp mình có thêm nhiều động lực để tiếp tục vẽ tốt hơn nữa. Còn các bạn thì sao? Có họa sĩ nào bạn đặc biệt yêu thích và muốn giới thiệu cho mọi người không?